lên sóng một mẫu xe Mazda 2. Thật sự phải gọi là siêu phẩm các bác ạ. Một mẫu xe Mazda 2 phiên bản hatchback cực đẹp đời 2015. Số tự động bản này lắp ráp trong nước. Form dáng đã đẹp rồi, những cái màu sơn bên ngoài các bác nhìn này, một lớp sơn màu đỏ cam, nhưng tông màu luôn màu đỏ sẽ nhiều hơn một chút này. Nhìn cực kỳ tươi luôn. Nếu như bác nào mà mua chiếc xe này số tự động về cho bà xã thì mình thì quá là ok. Hoặc những bác nào là nam thanh niên, hoặc những bác nào yêu thích sự nổi bật, thích những cái sự phong cách khỏe mạnh cũng như là phóng khoáng này, thì chiếc xe Mazda 2 này em nghĩ là rất là phù hợp với những tính cách của những người mà lăng lổ nhiệt huyết như con nhé. Mazda 2 đây, biển 14, cam lùi đầy đủ rồi. Form dáng hatchback không hề ngắn nhưng mà vẫn đủ độ nhỏ gọn, xinh, dễ lái, dễ điều khiển nhé. Rất là dài luôn, không bị ngắn đâu ạ. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ, hai bánh trước xi nhan trên hông có, xi nhan trên hông gương cũng có rồi. Em này thì có đèn halogen, đèn phá xương và một dải đèn LED định vị ban ngày. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe thì cực kỳ sắc nét luôn. 335 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán cho siêu phẩm Mazda 2. Đời 2015, số tự động đẹp. Động cơ trang bị chỉ có 1.5 thôi các bác ạ, 1.5 thôi. Một dàn lốp cực kỳ dày dặn cho em. La răng thể thao đa chấu này, logo Mazda nằm chính giữa này. Gầm bệ không hề bị mục mọt nhá, đưa sâu máy quay vào trong cho các bác xem này. Không hề mục mọt và cũng cam kết luôn không đâm sô, không ngập nước, xi nhan trên gương. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, lẹp chân kính này, gương kính thì liền đời theo xe. Mở cửa bên ngoài, mở cửa vào bên trong các bác nhìn là từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Móc khóa sáng choang luôn, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa, gương kính thì cụp chỉnh tự động cho em. Keo chỉ zin, cột kèo zin cả 4 cánh cửa luôn nhá. Ghế da cao cấp nguyên bản của xe. Từng con ốc nhỏ nhất cũng không hề bị vặn mở này. Ghế da cao cấp này, thông hơi thoáng khí với những cái lỗ dập như thế này. Công nghệ option như em Mazda 2 này cũng không thể kém cạnh gì khi mà có màn hình giải trí điều hòa hai vùng. Và có đầy đủ cho em là tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn đầy đủ. Ôi dồi ôi, các bác nhìn này, order của em nó này, order này, tam hoa chưa, 666 này, số 0 kia mà thành số 6 nó là 5 con 6 luôn. Order là 6 vạn 6 cho đời 2015, đi quá là ít, 1 năm chỉ tương ứng với 1 vạn hơn bạn một xíu thôi này. Màn hình giải trí có đầu DVD này. Điều hòa thì mát lạnh luôn, gió điều hòa mát lạnh. Túi khí an toàn cũng được trang bị bên ghế phụ này. Hộc để đồ cá nhân ở bên đây thì có các bác này, 2 làn cho em luôn. 2 làn hộc để đồ cá nhân, thiết kế cốp phụ rất là ok luôn đúng không ạ? Cần số phanh tay, cổng sạc 12V, cổng AUX thiết kế đầy đủ cho em rồi các bác nhé. Đầy đủ hết ở đây rồi. Có luôn cái tẩu ở đây rồi. Bác nào cần thì em cứ để nguyên, với xe cũ nó còn thì em để nguyên cho mình luôn. Trên xe thì cũng có cho em này tất cả những cái để điện thoại, các bác đi đường để điện thoại quá là ok luôn. Cột cật là cái phanh tay này sắc nét này, cái củ số cũng đẹp luôn. Nói chung là dòng xe mà hơn 300 triệu mà bác chủ cũ giữ gìn xe thì để quá là ok luôn rồi. Thảm bệ cao su cực kỳ sạch sẽ và dễ vệ sinh nhá. Tay nắm cửa ốp mạ chrome này, gương kính này đều là liền đời, lẹp chân kính này, ốp hết chrome cao cấp rồi. Một chiếc xe hatchback 2015 giá trên 300 triệu mà còn thương lượng lọc lá thêm cho mình. Chân là chân nỉ nguyên zin, không hề bị đâm, không hề bị gập nước. Mà các bác nhìn luôn này, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa, đúng không ạ? Này các bác này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh nhá. Một dàn lốp còn rất là dày dặn với la răng đa chấu thể thao đẹp. Form dáng hatchback không hề bị ngắn nhá, form dáng cực dài luôn. Một chiếc xe Mazda 2 với lốp sơn màu đỏ đẹp, số tự động đây. Biển 14. Cam lùi đầy đủ cho em rồi, khoang hành lý phía sau nào. Cùng khám phá khoang hành lý cùng em Hương nào. Khoang hành lý nhá, nếu như i10 cũng là hatchback nhưng khoang hành lý thì cực ngắn luôn. Thì Mazda 2 khoang hành lý cực kỳ lý tưởng luôn. Em còn tưởng chừng như đây là khoang hành lý của bản sedan cơ bác ạ, rất là dài và rộng luôn. Cực kỳ thoáng luôn. Lốp xôi cua và dụng cụ tăng kích lốp vẫn còn nguyên. Thảm này, các thảm rối này. Cái thảm này vừa sạch sẽ dễ vệ sinh này. Đèn đây, cái phần này em không dám mở ra không biết là cái gì. Đây. Bên trong đây các bác này. Đấy, còn nguyên bản cho em. Còn đây là các bác này, cột kèo máng nước hai bên đây, con ốc đây còn nguyên zin, không vặn xoáy, không vặn mở luôn. Một đôi thụt nhẹ nhàng cho phần khoang cốp. Các cái bấm đinh tán còn nguyên zin đẹp, keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo luôn. Từng con ốc vẫn còn zin đẹp như thế này. Còn chần chờ gì mà không liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Đèn hậu phía sau cũng cực kỳ sắc nét luôn, Mazda 2 phiên bản của em Hương đây ạ. Số tự động đẹp, dàn lốp dày dặn không hề mục mọt. Nói nhiều về cam kết quá là nó hơi lố đấy các bác ơi.
tin tưởng chủ yếu bên mua và bên bán thôi đúng không ạ? Cột kèo nguyên zin, các bác đi xem xe này, bậy hẳn ra xem xem. Bậy hẳn ra xem, cột kèo nguyên zin luôn. Xe quá là chất lượng luôn, 335 triệu zin nguyên bản cả xe như thế này. Để lại số điện thoại kết nối qua Zalo 0354602790 để em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình về giá xe, vẫn còn tham khảo cho mình. Gửi video chi tiết cho các bác ngắm này, tham khảo ý kiến bà xã xem là có lên mua một chiếc xe số tự động giá có hơn 300 một xíu thôi mà xe thì quá là ngon luôn. Phanh ABS, đèn halogen, có đèn phá xương đầy đủ cho em. Vừa rồi thì em Hương đã quay hết về ngoại thất cũng như là nội thất. Bây giờ em sẽ quay đến khoang động cơ, máy móc của xe. Một trong những lý do khi mua xe đó chính là cái trung tâm, đó là cái bộ lão đây ạ. Em sẽ quay luôn đây. Nội thất bên trong của khoang động cơ máy móc Mazda 2 đời 2015 đây. Quay chi tiết để khách hàng nhà mình có một cái nhìn tổng quát hơn, đánh giá chi tiết hơn trước khi xuống tiền xem xe. Bác nào đến được xem xe thì đến và chạy thử cảm nhận xe. Với địa chỉ 51 Thanh Xá, Lê Hồng, thành phố Hải Dương. Bác nào tin tưởng ở bên em thì có thể cọc tiền cho em 20 triệu, 10 triệu để em ship xe tận nơi cho mình. Nét căng luôn, lời nói livestream hay là lời nói trên video đều nói nét căng cho mình. Keo chỉ zin toàn bộ lắp capo. Các cái nút cắt còn tròn xe như thế này, các cái bấm đinh tán này, logo này, Mazda đây. Thống cái thảm chống nóng giảm nhiệt vẫn còn nguyên và đầy đủ cho em nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương chân dài đã lên sóng một mẫu xe Mazda 2. Mazda 2 đời 2015, số tự động đẹp mà giá chỉ có 335 triệu thôi. Mà giá trên này em Hương vẫn còn thương lượng thêm cho mình. Bác nào thiện chí mua xe em vẫn để cho mình một cái giá cực kỳ ok nhé. Đừng chần chờ gì khi mà một chiếc xe đẹp như thế này mà giá chỉ trên 300. Nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương 0354602790. Em sẽ tư vấn cho mình một cái giá thật đẹp. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng 11h30 các ngày trong tuần trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Em sẽ báo giá này, cắt xả lỗ cũng như là giảm sâu cho hơn 100 đầu xe đang sẵn tại bãi Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.